ơi thương vợ tôi, nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi, tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi, không lướt là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi, biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dãi dầu. Không ham giàu sang, không đùa đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau, hai đứa nghèo chung manh liếp tre. Qua bao nhiêu năm, dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng, ngồi ôn di vãng, thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có khay trầu, mâm trà khay rượu, đôi buồn cầu thôi. Còn thơ hai đứa ra đời, em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuộc bấm cày sâu, chiều bên mái lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi, những ngày đôi no chung lòng. Tôi thương vợ tôi, những lần đi biển mồ côi. Tôi thương vợ tôi, xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim, nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Đêm đêm bên bếp lửa hồng, ngồi ôn di vãng, thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có khay trầu, mâm trà khay rượu, đôi buồn cầu thôi. Còn thơ hai đứa ra đời, em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuộc bấm cày sâu, chiều bên mái lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi, những ngày đôi no chung lòng. Tôi thương vợ tôi, những lần đi biển mồ côi. Tôi thương vợ tôi, xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim, nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Tôi thương vợ tôi, xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim, nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Chị ba, đi chợ sớm gì chị? Hôm nay ăn gì? Ngồi xuống lựa đi, mở hàng giùm em đi. Cô Sáu, bữa nay có sợi cá Hòa Lộc ngon quá nè cô. Út nhỏ, hôm nay có ổi ruột đỏ mà hôm qua em hỏi nè, lát ghé ủng hộ chị nha. Ủa, anh hai mua gì? Anh hai lựa đi. Sao anh hai đứng ngó hoài vậy?
ổi mận xoài hay là thanh long. Đàn ông ai bán mất đâu nè, mua gì anh lựa cân rồi em bớt cho. Em ơi anh muốn mua hồng, lê vàng táo đỏ hay là nho xanh. Vì anh biếu bạn ở đây nè, nhà người ta có mấy thứ này rồi em. Miền quê đâu như thành phố, trái cây mắc tiền bán hồng ai mua. Nên em chỉ có nhiêu thôi à, hãy lên chợ quyền anh tìm thử coi. Hân ơi, anh là Út Mông, nickname chat là Quy Dụ đó em. Xem ra em không khác trong hình, nên nhìn anh biết cố tình chọc em thôi. Trời ơi, anh Út. Anh nè. Sao trong hình anh không có móm, mà ở ngoài móm sợm dĩ chèn. Mà sao anh xuống á, mà sao không có báo trước để em ra đón. Anh muốn dành sự bất ngờ cho em mà. Nhìn anh á, không có giống hình đại diện, làm á em nhận không có ra anh luôn á. Vậy hả? Ở ngoài á, anh đẹp trai hết biết gì à. Em nói quá. Ừ, mà đẹp kìa. Phương xa anh đến nơi này, mấy thổ được về sông nước miền Tây. Mời anh ở lại đôi ba ngày, tham quan đấy đó cho biết miền quê. Làm sao anh đây từ chối, khi em có lòng mến khách đường xa. Người nhà quê chẳng phán thật thà, mẹ cha em cũng vậy, xin anh đừng bận tâm. Đường đến đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ xanh cây anh mới về. Đến đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ xanh cây anh mới về. Thôi được rồi, để em làm mai cho anh nhỏ bạn xinh đẹp nè, thùy mỹ nết na nè, siêng năng giỏi giắng nè. Anh thấy á là anh ứng liền nè. Nhưng anh không có thích, anh chỉ thích bà Mai tốt tuổi cơ. Cái anh này. Vợ ơi vợ à, chồng về rồi nè. Chịu về rồi sao? 5 giờ xe cập bến mà 8 giờ anh mới về nhà. Hôm nay anh gặp mấy đứa bạn cũ, ngồi uống cà phê với tụi nó một chút mà. Phải không? Nữa à, lại ghen nữa à. Em có nói gì đâu mà ghen. Bởi vì á, người ta nói đúng mà. Người ta nói cái gì? Người ta nói á, người ta thường nói đúng sự thật mà. Mấy người tài xế rất là đào hoa, lên xe xuống bắc qua phà. Cô nào nhan sắc mặn mà dễ thương là hả? Em à, ngồi cạnh anh đây, tiện bề lên xuống về nhà cho nhanh. Mấy anh cũng khéo sắp à, ông già bà lão cho ra ngồi phía sau, để trước cho mấy anh thoải mái mà tán tỉnh đúng không? Ô là trời. Người ta thường nói đúng sự thật mà, đàn bà con gái mấy người hay ghen. Đa nghi si diễn đủ điều, tối ngày tơ tưởng chồng mình lăng nhăng. Đi khuya cũng bảo sao kỳ, về trễ cũng bảo la cà với ai. Khổ thân cho mấy bác tài, đàng hoàng đi nữa cũng cho là trăng qua. Chồng ơi, không biết thế nào, chứ chồng em biết quá mà phải không? Đẹp trai, ăn nói ngọt ngào,
đặc biệt con gái rất là ga lăng. Hỏi sao không có người mê, lâu ngày cũng bén dễ gì mà anh thương. Trời ơi, ngó xuống mà coi, vợ gì ghen quá sống sao đây hỡi trời. Cuộc đời ai giống ai đâu, quơ chi cả nắm họ nghe mất lòng. Vợ chồng sống phải tin nhau, ghen chi bóng gió để rồi mất vui. Không có lửa làm sao có khói, em nghe nhiều người nói lắm rồi đó nha. Người ta nói gì? Người ta nói á, ê, có một lần tao đi xe á, thấy chồng mày nói chuyện với nhỏ nào suốt cả buổi, về còn xin số điện thoại nữa đó. Thì mình chạy xe, người ta xin số, để khi nào người ta đi, người ta gọi mình. Phải rồi, đi thì gọi, nhưng không biết gọi đi đâu à. Trời ơi, khổ quá à. Khổ không? Người ta thường nói đúng sự thật mà, đàn bà con gái mấy người hay ghen. Đa nghi si diễn đủ điều, tối ngày tơ tưởng chồng mình lăng nhăng. Đi khuya cũng bảo sao kỳ, về trễ cũng bảo la cà với ai. Khổ thân cho mấy bác tài, đàng hoàng đi nữa cũng cho là trăng qua. Chồng ơi, không biết thế nào, chứ chồng em biết quá mà phải không. Đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, đặc biệt con gái rất là ga lăng. Hỏi sao không có người mê, lâu ngày cũng bén dễ gì mà anh thương. Trời ơi, ngó xuống mà coi, vợ gì ghen quá sống sao đây hỡi trời. Cuộc đời ai giống ai đâu, quơ chi cả nắm họ nghe mất lòng. Vợ chồng sống phải tin nhau, ghen chi bóng gió để rồi mất vui. Vui gì nổi, chứ mấy ông chồng đào qua. Phải mà, mở dân anh tới miệng mèo, không ăn cũng quay hủi chứ, dễ gì mấy ông bỏ qua. Nhưng mà anh đâu thích ăn mỡ đâu. Không thích ăn mỡ, vậy là thích ăn trái cây đúng không? Quýt nè, cam nè, hay là thích ăn bưởi? Trời ơi, để mai anh nghỉ lái xe, về lấy máy cài, máy bay cho em vừa lòng. Đó, vậy là thích lái máy bay nè. Trời, mô Phật. Hân, em chờ chị có lâu không? Dạ, em cũng mới tới à chị. Vậy chứng minh nhân dân của chị nè, em về làm hợp đồng, mai chị ghé qua công ty em chị ký. Chị có việc chị đi trước nha. Dạ. Em gái, anh có thể ngồi đây được không? Ơ, cái anh này công viên rộng thênh thang, thiếu gì ghế đá, sao anh không ngồi lại ngồi gần kế bên người ta làm chi vậy? Anh có biết á, dịch bệnh phải cách xa 2 mét không? Anh biết, nhưng mà em yên tâm, anh đã chích 3 mũi rồi. 3 mũi thì 3 mũi chứ. Con gái nhà ai mà sao xinh quá, đã có gia đình hay còn độc thân. Cho anh xích xích lại gần, làm quen em nhé bé à bé ơi. Anh biết người ta gần 30 tuổi, đã có gia đình được 4 đứa con. Anh còn muốn xích lại gần, làm quen em nữa hay là anh tránh xa? Em gạt người ta cũng vừa vừa thôi chứ, cái mặt non chèo mà nói 30, nhìn em cỡ đôi 9 đôi 10, chồng chừng chưa có làm gì tới con. Mặt thì xin
sao hình không giống ở ngoài vậy ta. Em đó ngày xưa khi mà chưa thẩm mỹ, các mắt gọt cam nâng mũi với bờ môi, cho nên thấy khác gì mà anh nhìn cho kỹ em mà chứ ai. Ủa, cho anh hỏi, em thẩm mỹ ở đâu mà sao nhìn không biết vậy? Em làm bên Hàn Quốc á. Anh cũng bên Hàn Quốc mới về nè. Chỗ đó chỗ nào? Tên gì? Có thể anh biết á. Tiếng Hàn không à, em đâu có nhớ. Thôi, anh tránh ra đi, chồng em sắp tới rồi đó. Nữa, gạt anh nữa. Anh biết người ta gần 30 tuổi, đã có gia đình được 4 đứa con. Anh còn muốn xích lại gần, làm quen em nữa hay là anh tránh xa? Em gạt người ta cũng vừa vừa thôi chứ, cái mặt non chèo mà nói 30, nhìn em cỡ đôi chín đôi mười, chồng chừng chưa có làm gì tới con. Mặt thì còn non nhưng tuổi thì đã lớn, không tin anh nhìn giấy tờ em đi. Kim Chi sinh năm 92 à, ủa sao hình không giống ở ngoài vậy ta. Ngày xưa khi mà chưa thẩm mỹ, các mắt gọt cam nâng mũi với bờ môi, cho nên thấy khác gì mà anh nhìn cho kỹ em mà chứ ai. Cho nên thấy khác gì mà anh nhìn cho kỹ em mà chứ ai. Ủa anh Vũ, anh đi tập thể dục hả? Ê Hân, mày chờ tao có lâu không? Cả tiếng đồng hồ rồi đó. Sợ. Ủa, nói vậy. Đây là Hân, bạn học của em. Anh thấy có được không? Em làm mai cho. À, nói vậy nãy giờ em gạt anh. Bạc đen vì sao nỡ quên tình nhau, quên nước thề gió mưa nào nề, vì tay rải rừng trời quê. Nào phải tay anh, đâu phải tay em, tại bà dời ma không muốn giao kết tình xuôi gian. Nhà em khó nghèo, anh sang giàu em đâu dám trèo cao, đâu ước mơ nhiều nên em đành nuốt lệ lòng đau. Đừng buồn em ơi, duyên số do trời. Ngậm ngùi thân qua lệ em rất rơi, còn chi đâu nữa trách cũng thêm thừa, đã lỡ ân tình ba má hai gia đình chia cắt rồi tình yêu chúng mình. Chiều chiều em ra bờ sông ngóng trông chờ mong, thì mối mòn số duyên không tròn, bờ mi em chua chát lệ tuôn. Nào phải tại anh, đâu phải tại em, thì thôi em cứ quên hết đi, trách hờn thêm chi. Đời em số nghèo, thân bọt bèo đâu dám trách người ta. Em biết thân mình không mơ nhà huyện quý xa già. Yeah.
bạc đen vì sao nỡ quên tình nhau qua nước thề gió mưa nào nề mình chia tay rải rừng trời quê nào phải tay anh đâu phải tay em tại bà dời ma không muốn giao kết tình xuôi gia nhà em khó nghèo anh sang giàu em đâu dám trèo cao đâu ước mơ nhiều nên em đành nuốt lệ lòng đừng buồn em ơi duyên số do trời ngậm ngùi thân qua lệ em rớt rơi còn chi đâu nữa trách cũng thêm thừa đã lỡ ân tình ba má hai gia đình chia cắt rồi tình yêu chúng mình chiều chiều em ra bờ sông ngóng trông chờ mong thêm mối mòn số duyên không tròn bờ mi em chua chát lệ tuôn nào phải tại anh đâu phải tại em thì thôi em cứ quên hết đi trách hờn thêm chi đời em số nghèo thân bọt bèo đâu dám trách người ta em biết thân mình không mơ nhà huyện quý xa đâu ước mơ nhiều đôi ta đành nuốt lệ lòng không dám nói đến câu ân tình thật lòng anh rất yêu em yêu từ thuở 15 đến nay em 18 anh mới dám ngỏ lời rằng yêu em thiết tha biết anh cô phòng lạnh lùng chẳng đơn gối chiếc liếc mặt em nhìn mỗi lần anh đến nhà chơi ba mẹ ở giường sau bảo anh qua cầu nước chơi với con hồng là lòng em nghe xuyên sao bao nhiêu năm qua anh cứ đợi chờ cho đến bây giờ em vừa đôi chính mộng mơ tuổi con ngây thơ làm sao em dám nghĩ đến chuyện gia đình lòng mình thấy lo hãy hứa một câu ngàn năm anh vẫn đợi ngàn năm anh vẫn chờ chờ đến bao giờ đàn em thơ khôn lớn anh chờ đợi được không? Anh sẽ chờ, chờ cho đến bao giờ? Bao giờ? Má ba ưng lòng cao trầu anh xin bước tới để hai đứa mình ngày lành tháng tốt nên đôi. Thôi tùy mẹ với cha đặt đâu em ngồi đó sao dám cãi lời để buồn đến sông
bao nhiêu năm qua anh cứ đợi chờ cho đến bây giờ em vừa đôi chín mộng mơ. Tuổi con ngây thơ làm sao em dám nghĩ đến chuyện gia đình, lòng mình thấy lo. Thầy hứa một câu ngàn năm anh vẫn đợi, ngàn năm anh vẫn chờ. Chờ đến bao giờ đàn em thơ khôn lớn em mới lấy chồng, anh chờ đợi được không? Anh sẽ chờ, chờ cho đến bao giờ? Bao giờ má ba ưng lòng, cao trầu anh xin bước tới để hai đứa mình ngày lành tháng tốt nên đôi. Thôi tùy mẹ với cha, đặt đâu em ngồi đó, sao dám cãi lời để buồn đến sông thân. Thôi tùy mẹ với cha, đặt đâu em ngồi đó, anh hứa trọn đời yêu em thôi. Vậy là anh hứa trọn đời chỉ yêu có mình em thôi đó nha. Ừ, anh xin hứa. Thank you.
cây cao gió lai, nay vắng mẹ buồn đau tháng ngày. Cuộc đời chua cay kiếp mồ côi, chén cơm nguội theo em lót lòng. Ngoài kia gió giông chờ anh bắt con của đồng bên sông. Bao tháng ngày chờ mong, giọt nước mắt rơi trong lòng. Anh gánh gồng nuôi em bấm bên, ôi nghĩa tình này sao đáp đền. Đường đời chân dân lắm mẹ ơi, cớ sao mẹ đi xa cuối trời. Bỏ hai chúng con tuổi xanh héo hon, giấc mộng không tròn. Mưa chiều rơi tiếng anh nương buồn, nức nở đêm trường nghe nát lòng. Thương lắm cha mẹ ơi, tội nghiệp em tôi tấm thân heo gầy, không cha không mẹ như đàn đứt dây lạc cung phim rồi. Mưa gió lạnh lùng rơi, ngồi nghe ớt kêu vang trời, như có lời mẹ ru thiết tha, đâu biết mẹ rời xa mãi nhà. Còn nồi canh rau lá mồng tơi, nuốt không được đôi con khóc rồi. Trời cao thấu chăng, lòng con nhớ cha thương mẹ vô cùng. Còn nồi canh rau lá mồng tơi, nuốt không được đôi con khóc rồi. Trời cao thấu chăng, lòng con nhớ vô cùng. Như vậy hả Hân? Anh Vũ, em đã nói rồi, em không làm gì sai hết. Người có lỗi là anh, sao anh lại đổ lỗi cho em chứ? Cho đến bây giờ em vẫn đổ lỗi cho anh sao Hân? Tại vì ai mình nay thân xa lạ, tại vì ai mình đành phải chia tay. Đừng đổ lỗi vô ai, hãy đổ lỗi vô trời. Mà vì đường đời mình chưa hiểu được nhau, tại vì sao mình không chia sẻ ngọt ngào, tại vì sao mình không thông cảm cho nhau. Để rồi lòng đau như ai xé ai cao, nước mắt tuôn trào bao nghẹn ngào, lòng cam đau. Vì cớ làm sao mình tự ái quá cao, vì cớ làm sao cái tôi mình quá lớn, để cũng đang lỡ nhịp đường ta. Để bây giờ lỡ một tình yêu, tại vì ta không một lần thấu hiểu,
vì ta quá cố chấp mà xa. Để rồi giờ đây ta thành người xa lạ. Giá như một lần chịu khó lắng nghe, giá như một lần bỏ hết cái tôi để ta cùng ngồi kể chuyện buồn vui. Là con gái, em muốn được sự yêu thương dỗ dành của người mình yêu chứ. Anh biết, nhưng cái anh cần ở đây là sự chia sẻ và cảm thông. Em có hiểu không Hân? Tại vì sao mình không chia sẻ ngọt ngào? Tại vì sao mình không thông cảm cho nhau? Để rồi lòng đau như ai xé ai cao. Nước mắt tuôn trào bao nghẹn ngào, lòng càng đau. Vì cứ làm sao mình tự ái quá cao, vì cớ làm sao cái tôi mình quá lớn để cũng đang lỡ nhịp đường ta. Để bây giờ lỡ một tình thấu hiểu. Tại vì ta quá cố chấp mà xa. Để rồi giờ đây ta thành người xa lạ. Giá như một lần chịu khó lắng nghe, giá như một lần bỏ hết cái tôi để ta cùng ngồi kể chuyện buồn vui. Giá như một lần bỏ hết cái tôi để ta cùng ngồi kể chuyện buồn vui. Ông trong dịu dàng hát
cũng vui buồn. Sự sáng xế hò sư liều phàm sáng ô liều xế. Trôi khi mang nhung sân khấu khép về bóng đêm, trả hết yêu thương lời ca thoáng trên đầu môi. Ánh trăng mơ màng phủi tàn màu mi má phấn, tiếng ca lặng dừng tiếng nhạc lui vào màn đêm. Nghiệp cầm ca mãi còn hát dâng cho đời, nhịp tim với lời ca giao hòa gửi trao cho người. Đời lữ khách với đời gió sương, sống với yêu thương thiết tha trong muôn lời ca. Hãy thương cho đời ca cầm của người nghệ sĩ, để mai sau còn khúc nhạc dâng đời buồn hãy thương cho đời ca cầm của người nghệ sĩ, để mai sau còn khúc nhà dâng đời buồn. Bà xã ơi, mở cửa, anh về rồi nè. Ủa, chịu về rồi sao? Anh nhìn lên đồng hồ coi là mấy giờ rồi? Mới có 7 giờ chiều hả? Phải rồi, anh đi công chuyện gì mà từ 6 giờ sáng cho tới đó đèn mới chịu về tới nhà vậy hả? Sao, tôi nghi quá à. Em nghi cái gì? Tôi nghi anh nói với là anh đi một tí chắc có bồ nhí nên đi suốt cả ngày. La cà quán dưới rồi lên quán trên, có người kế bên rót nước chăm trà, nhớ chi ở nhà giờ mình ngồi chờ cơm. À, hay là anh ngán cơm, anh thèm phở rồi đúng không? Em nói gì đâu không à. Công chuyện vừa xong là anh lo về sớm, xuôi cái nửa đường bị xẹp bánh xe. Thằng bồ te nó kè đi xa tích, mới gặp bên đường có người gia cho. Đàn ông mấy anh cái gì nói cũng suông hết trơn á. Vậy chứ hôm qua anh nói với em là anh đi phụ hồ, hay đi chơi với bồ ở mấy quán kia. Về mùi bia mùi rượu nức nồng, thân em có chồng mà cũng như không. Khổ quá, là đàn ông ai mà chẳng thế, chút ít rượu chè bạn bè xã giao. Biết làm sao thằng Tư thằng Tam, làm xong cuối ngày nó rủ anh lai rai. Lai rai hết mấy chai năm sỉ hả? Em mất họng nữa, nhậu cũng mệt gần chết chứ có sung sướng gì đâu em. Nhưng khổ nổi là đàn ông, làm sao anh từ chối. Nó nói thằng này sợ vợ đó đa. Kệ người ta hỡi đâu mà để ý, đã có vợ rồi chi thú lo làm ăn. Anh có lăng nhăng với ai mà em nói, sớm tối đi về cũng công việc mà thôi. 10 năm qua vợ chồng mình chung sống, anh có bao giờ lỗi đào tạo khen. Thời buổi bây giờ 10 ông ra đường là hết 9 ông có bồ nhí rồi đó. Vậy còn một ông, ông đó là anh đó. Phải rồi, em nghi ngờ lắm nghe. Nữa, lại nghi ngờ. Anh là thuộc tiếp đàn ông không có thích bồ nhí. Nghi ngờ hoài à. Không bồ nhí mà điện thoại tin nhắn suốt ngày à. Thì tổng đài nhắn mà,
chứ có ai nhắn đâu. Em cũng biết hồi chiều này. Hồi chiều sao? Công chuyện vừa xong là anh lo về sớm. Xui cái nửa đường bị xẹp bánh xe. Thằng bồ te nó kè đi xa tích. Mới gặp bên đường có người gia cho. Đàn ông mấy anh á, lắm chiều điêu trò hết à. Vậy chứ hôm qua anh nói với em là anh đi phụ hồ hay đi chơi với bồ ở mấy quán kia. Về mùi bia, mùi rượu nức nồng à. Thân em có chồng mà cũng như không. Khổ quá, là đàn ông ai mà chẳng thế. Chút ít rượu chè bạn bè xả nhau. Biết làm sao thằng Tư thằng Tam. Làm xong cuối ngày nó rủ anh lai rai. Lai rai hết mấy kết ta hả? Em không hỏng nữa. Nhậu cũng mệt gần chết chứ có sung sướng gì đâu em. Nhưng khổ nổi là đàn ông. Làm sao anh từ chối. Nó nói thằng này sợ vợ đó đa. Kệ người ta hỡi đâu mà để ý. Đã có vợ rồi chi thú lo làm ăn. Anh có lăng nhăng với ai mà em nói. Sớm tối đi về cũng công việc mà thôi. 10 năm qua vợ chồng mình chung sống. Anh có bao giờ lỗi đào tạo khen. Mười năm qua vợ chồng mình chung sống. Anh có bao giờ lỗi đào tạo khen. Em á nha, tối ngày cứ ghen bóng ghen gió, ai mà chịu nổi. Ớt nào mà ớt chẳng cay chứ. Cay thì cay vừa vừa thôi. Cay quá tôi bỏ nhà tôi đi á nha. Anh dám. Ta quen nhau trên lối nhỏ chung đường về. Con đê thân quen trong gió lùa thơm hương lúa. Nắng quăng đôi vai em gánh về giữa mùa gặt. Đôi má em hồng khi anh bước lại làm quen. Nhà anh bên kia sông. Còn nhà em nơi đâu sớm. Chung một nhịp cầu. Hai thôn bắc qua sông quê. Mỗi lần sang thăm. Anh nói lời yêu thật nhiều. Để em dài khờ. Trao anh hết tình ngây thơ. Rồi từng ngày. Hai đứa bước chung. Đồng sâu có anh cài em cây. Con đê chiều có vai anh gánh đời. Ta hẹn hò muôn thuở sẽ bên nhau. Nhưng ai ngờ anh đã đổi thay màu. Nhịp cầu duyên lâu rồi anh chẳng chiều nay bên sông em đứng đợi. Chợt ngỡ ngàng thấy anh bước bên ai. Lòng ngậm ngùi nghe mắt ướt mi cay. Bên kia sông nhà ai vui đám cưới. Anh say mê khóc tình ba đêm. Mùa lúa về để nhỏ chí minh em.
nặng đôi vai không còn ai gánh đỡ. Tình đã xa sao lòng con trắng thờ, khóc thật nhiều cho vơi nhớ gì anh. Sau có anh cài em cây, con đê chiều có vai anh gánh đỡ. Ta hẹn hò muôn thuở sẽ bên nhau, kia sông nhà ai vui đám cưới. Anh say mê sang vào bên tình mới, có biết rằng em khóc tình bạc đêm. Mùa lúa về để nhỏ chỉ mình em, nặng đôi vai không còn ai gánh đỡ. Tình đã xa sao lòng con trắng thờ, khóc thật nhiều cho vơi nhớ gì anh. Tình đã xa sao lòng con trắng thờ, khóc thật nhiều cho vơi nhớ về anh.